Lễ cầu mùa là một trong những phong tục truyền thống của người dân tộc thiểu số Vân Kiều tại bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà phong tục này ngày càng có nguy cơ bị mai một. Để bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống này, huyện Cam Lộ có chủ trương giúp bà con dân bản bảo tồn và gìn giữ giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và du lịch. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đông đảo bà con bản Chùa, xã Cam Tuyền hết sức vui mừng phấn khởi khi được tham gia lễ cúng cầu mùa do chính quyền địa phương cùng với bà con dân bản phối hợp tổ chức. Ngay từ sáng sớm, già làng, trưởng bản, thanh niên trai tráng trong bản đã tập trung mang lợn, gà đến con suối đầu bản dưới gốc cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm để tổ chức lễ cầu mùa. Cầu mùa, đó. Cho lọ tốt, cho trời mưa là cho gió thuận gió đồ rửa là cho tốt nương vườn nói chung trịa lọ hoặc trong sàn trong khoai nói chung vật mình là sản xuất đó là đầy đủ hết họ câu hết họ cung nó là họ câu mới hết cho cái chi là cho tốt đẹp nói chung việc chi mình làm rửa rậy trong rửa rậy là cho tốt đẹp hết. Theo phong tục lễ cầu mùa trước là để cúng thần linh tạ ơn trời đất, cầu mưa thuận gió hòa, mong một năm cây cối tốt tươi, vụ mùa bội thu. Sau là để có thêm phần hội, bà con giao lưu văn hóa văn nghệ. Năm nay, huyện Cam Lộ giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với địa phương và dân bản tổ chức hỗ trợ thêm lễ vật, các điều kiện cơ sở vật chất giúp bà con bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống này. Thì để lễ hội này được duy trì năm thì huyện chủ trương sẽ phối hợp với là chỉ đạo các cái phòng tạo điều kiện hỗ trợ một cái phần nguồn lực để cho bản chùa bà con dân bản ấy duy trì phát huy cái bản sắc cái văn hóa của đồng bào dân tộc của mình. Và đây là một trong những vấn đề trong cái thực hiện cái đề án phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của huyện từ đấy cho đến 25 và tầm nhìn đến năm 30. Mục đích là nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con. Lễ cầu mùa gắn liền với quá trình phát triển của cộng đồng người Vân Kiều tại Quảng Trị nói chung và bản Chùa nói riêng. Nghi lễ nhằm thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng của người dân, cầu cho một năm mới mùa màng bội thu, làm ăn thịnh vượng, đồng thời cầu mong cho cả bản có một cuộc sống no ấm, xóm làng bình yên, hạnh phúc.